Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 60. Thì trong clip ngày hôm nay thì em có một số cây như là linh sam sông Hinh, linh sam 86, trung nu, trang vàng, trang đỏ, trang sen, sam núi trái và kim giòn siêu mini nữa anh chị. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như cũ, nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây số 1 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung đời đầu của mình nha anh chị. Cây này rất là già. Nó nằm tại vườn em năm nay, đó là bắt đầu bước qua năm thứ 8 rồi anh chị. Cốt đùi rất là to. Cây này đúng ra là thành phẩm nhưng mà em vẫn cho vô dây để mà em dằn cái xương cho nó đẹp. Chứ nếu mà tháo dây ra rồi thì cái form của nó không có bị mất nha anh chị. Chủ yếu là cái cốt đùi nó đã không cần phải đeo dây. Còn dàn xương nhỏ nhỏ thì mình vẫn vô để mình dằn cho nó đẹp thôi. Để lên hình mà mình để cho nó nhìn không có dây thì nó có vẻ yếu ớt anh chị. Rồi, hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 20 cm, chiều cao 33 cm từ đỉnh xuống tới mặt phân, và chiều dài của tàn là 48 cm từ bên trái qua bên phải màn hình của anh chị. Cây này là đế điều tự nhiên nhưng mà 24 giờ luôn anh chị. Đế không phải là loại đế sắp nhưng mà nó điều ro luôn. Anh chị so sánh cái lon bia giùm em nha. Hoành 20 và cái lon bia thì nó nhỏ hơn lon bia anh chị. Tại vì cây này nó giá trị nó cao nên em cần phải đem máy tới gần. Cây này là đắp riêu á thì em sẽ đắp vùng ven anh chị, còn riêu nó đã mọc trong rễ luôn rồi. Có nghĩa là cái cây này nó thuần chậu lâu lắm rồi anh chị. Những cái phần riêu đó là nó mọc trong cái rễ cây luôn, chứ không phải là mình đắp được nha anh chị. Còn cái phần riêu bên ngoài này thì em mới đắp thêm cho nó đẹp thôi, bởi vì ở trong có mà ngoài không có thì nó kỳ. Rồi, đó là cái phần đế nha anh chị. Em quay vòng cho anh chị xem bốn mặt của đế luôn. Đế điều ro trên mặt chậu, đế điều tự nhiên. Rồi bây giờ tới cái phần cốt thân nè, anh chị nhìn giùm em này, để ngón tay cái lên cho anh chị xem. Cốt đùi của nó to gấp đôi ngón tay cái của mình anh chị. Phần thân nó lắc thì thôi anh chị thấy đây. Bây giờ em quay cho anh chị xem nè, đế yên cái cây nha. Đó, anh chị nhìn thật kỹ giùm em. Đó là nguyên cái dàn tàn nè, em để yên cho anh chị xem một khoảng thời gian để cho anh chị hình dung ra được. Còn độ lắc của nó nè, lắc lượng ghê hồn. Cái này cực kỳ già và tàn ấm đẹp rồi nghe anh chị. Những cái cây như thế này thì em hay để dành tại vườn, ít khi cho lên sóng lắm chị. Nhà đây là cái dịp Tết cho nên là cũng gần Tết rồi. Thì em lên cho anh chị sưu tầm một số cây khá khá về chưng chơi. Cây đang nằm trong một cái chậu đất nung. Chậu đất nung, chậu kiểu anh chị, chậu đẹp. Rồi em sẽ quay lên trên rồi em báo giá. Cây linh sam sông Hinh số 1, giá của nó là 7.900.000 bao phí vận chuyển anh chị, có cái chậu luôn. Đây là những anh chị nào mà yêu thích cái dòng linh sam mà cây nuôi lâu năm với lại cốt đùi to, chi tàn ấm mịn thì đây là những cái cây mà anh chị đáng sưu tầm. Em sở hữu nó mà em còn thấy nó đẹp anh chị, không phải là mình khen cho qua chuyện nhưng mà thực sự là chi cành rất là đẹp, chuẩn luôn anh chị. Cây đẹp bốn mặt. Rồi xuống cây. Tiếp tục số 2 hôm nay là một cây linh sam 86 anh chị. Đây là dòng 86 lúc đầu tiên nó có mặt ở Việt Nam thì em có sưu tầm được vài cây. Đây là những cái cây nó già lắm rồi, cực kỳ lâu. Cây đang nằm trong cái chậu lục giác anh chị. Và cái tàn của nó dài cho nên là anh chị chịu khó nhìn giùm em. Cốt cành rất là già. Rồi em báo hoành đế trên miệng chậu. Hoành đế là 42 cm. Hoành thân 17 cm, chiều cao 19 cm từ đỉnh xuống tới mặt phân, và chiều dài của tàn là 54 cm từ ở bên trái qua bên phải màn hình của anh chị. Tại vì cái dáng này nó vừa dày, dàn xương nó dày mà cái tàn của nó hơi lùn anh chị, cho nên là rất là khó đưa ngón tay vô cho anh chị xem. So sánh giùm em cái hột quẹt với cái hoành 17 nha anh chị. Cố gắng đưa vật đối xứng vô cho anh chị xem. Đây em đem máy tới gần rồi để anh chị biết được cái hoành gốc nó bao to, rồi lấy cái quẹt ra. Bây giờ em sẽ quay từ từ cho anh chị xem cái dàn xương của nó nghe. Cái cốt thì anh chị thấy là cốt to đùng. Dàn xương này thì đây, đi yên trên màn hình này cho anh chị thấy là nó co nè anh chị. Nó co lắc rất là đẹp.
Và những cái cốt đùi này thì nó cũng đã hoàn thiện rồi anh chị, không cần phải đeo dây nữa nhưng mà vẫn phải vô dằn lại cho nó đẹp. Đó anh chị thấy rằng là cái dàn xương của nó thì dày, cái tàn của nó dài nữa. Cái này đã khóa ngọn luôn rồi nghe anh chị. Hôm trước thì em có lên một cái 86 thì em thấy có nhiều anh chị hỏi quá cho nên là hôm nay em lại tiếp tục cho lên cây thứ hai. Loại này thì em cũng không có nhiều anh chị, chỉ có vài cây thôi, nhưng mà do thấy cái nhu cầu của anh chị nó còn cho nên là em vẫn tiếp tục lên theo yêu cầu. Anh chị nào vừa mắc thì mình chốt anh chị ha. Cây nào nó rất là già, em lặt lá rồi, đang chuẩn bị nó ra hoa anh chị. Trên cây là luôn luôn cây số 1 vẫn đang có nụ rất là nhiều. Hồi nãy em quên quay cái nụ hoa cho anh chị xem. Còn cây số 2 thì nó cũng đang ra nụ rất là nhiều. Em đặt lá cho anh chị thấy cái dàn xương thôi chứ còn cây nó khỏe, không có vấn đề anh chị. Cây Linh Sam 86 số 2 giá của nó là 3 triệu 900 ngàn bao phí vận chuyển và có cái chậu luôn anh chị. 3 triệu 900 ngàn cho cây số 2. Rồi anh chị nào cần chụp hình thì liên hệ em sẽ chụp hình gửi qua Zalo cho anh chị. Em xin lưu ý là những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Mình gọi theo gọi điện thoại vô số điện thoại trên thì mình mua cây nó sẽ nhanh hơn là mình bình luận anh chị. Rồi đó là bốn mặt của cây 86 này. Bên em mua bán thì rất là rõ ràng, đều quay cho anh chị xem thật là kỹ lưỡng. Anh chị có thể dừng cái máy của anh chị lại, tạm dừng lại để anh chị xem cái dàn xương co lắc của nó nha. Để cho anh chị yên tâm rồi mình quyết định. Rồi xuống cây. Số 3 hôm nay tiếp tục là một cây Linh Sam Sông Hinh lá trung của miền Tây anh chị. Bên em xịt bỏ cái vỏ phần da giấy bên ngoài để cho nó ló cái thân thịt ra cho anh chị nhìn thấy nó trắng anh chị. Sạch cây. Đế cây này là điều. Chi tàn thì nó còn thiếu, lý do là cái đùi nó còn nhỏ và chi cành nó còn thiếu anh chị. Cho nên cái giá nó rẻ dễ chơi. Thì em lên nhiều loại cho anh chị mặc sức mà lựa chọn. Anh chị nào thích cái gì thì có cái đó nó dễ hơn anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 22 cm, chiều cao 31 cm, chiều dài của tàn là 38 cm từ trái qua bên phải màn hình của anh chị. Anh chị so sánh cho em cái lông bia và cái hoành gốc cây này nha. Cây Sông Hinh này thì năm nay em mới bắt đầu là năm thứ 4 anh chị, vừa hết 3 năm. Thì cái lô này thì em trong vườn còn nhiều nên em nhớ chính xác thì lúc đó là bứng số lượng nhiều anh chị. Cốt cành đã có sẵn anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Cây Linh Sam Sông Hinh số 3, giá của nó là 1 triệu 200 ngàn bao phí vận chuyển. Cây đang nằm trong chậu nhựa nha anh chị. Đây là cái chậu nhựa và em sẽ ship cho anh chị luôn. Còn nếu anh chị không thích đó, thì em sẽ bó bầu. Nhưng mà em nghĩ rằng cái chậu nhựa này thì anh chị bỏ uổng về mình có thể vô những cái cây trồng rau cũng được anh chị. Mình những cái cây này thì mình cứ ship chậu xong rồi về mình sẽ vô cái chậu đẹp hơn theo ý anh chị. 1 triệu 200 ngàn cho cây số 3. Cốt đùi cũng đã to bằng ngón tay cái hết trơn rồi anh chị. Đó. Thì 3 năm qua thì nó được mấy lớn rồi. Thì cây đang nuôi trên chậu mà. Rồi xuống cây. Số 4 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung, trung nuôi anh chị. Cây đang có hoa. Cây hoành to. Đế thì nở và đầy, rễ nó đầy trên mặt chậu anh chị. Cốt nó to. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm. Hoành thân 25 cm, chiều cao 15 cm và chiều dài của tàn là 25 cm nha anh chị. So sánh cho em cái lon bia và cái hoành gốc để anh chị biết được cái cây nó bao to. Rồi em quay vòng cho anh chị xem đế trước đi ha. Tất cả các mặt đế bên em đều xịt rất là rõ ràng, xịt nước anh chị để cho nó anh chị thấy được toàn bộ nó lồi lên trên. Rồi bây giờ em quay vòng thêm cho anh chị xem bốn mặt của cái cây nha. Tàn cũng đã ấm rồi. Hàng chợ mà làm được như vậy thì nó cũng đã là đã rồi anh chị. Lật lên bây giờ em sẽ lật ở trước mặt ra phía sau cho anh chị xem. Rồi đó là dàn xương ở dưới nha anh chị, ở phía trước. Bây giờ mình quay ra phía sau lật lên cho anh chị xem luôn. Cách mua bán của bên em là như vậy anh chị, luôn luôn là rõ ràng cho anh chị nhìn thấy tất cả mặt trên, mặt dưới và bốn mặt luôn. Bốn mặt xung quanh và mặt trên, mặt dưới. Cây đang nằm trong cái chậu, chậu này là chậu kiểu nha anh chị, chậu kiểu đất nung. Chậu tròn, chậu kiểu rất là đẹp. Đã bưng cái chậu lên cho anh chị thấy cái chậu bưng lên trên màn hình. Đó anh chị thấy đây là cái chậu kiểu nha anh chị. Rồi, cây trung nu số 4, giá của nó là 1 triệu 900 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. Cây trung nu số 4, 1 triệu 9. Rồi xuống cây.
Số 5 tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung trung luôn anh chị. Cây thân tông cao, giót tàn ấm hết trơn anh chị. Cái phô này là phô đẹp. Rồi, hoành đế trên miệng chậu 31 cm, hoành thân 23 cm, chiều cao 18 cm và chiều dài của tàn là 23 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giùm em nha. Rồi, quay vòng cho anh chị xem toàn bộ tất cả các mặt của cái cây. Bốn mặt đều đẹp, tròn do và mịn anh chị. Rồi, lật phía dưới lên, ở phía trước. Anh chị nhìn giùm em đã vô dây rất là bài bản nha. Rồi, đây là mặt phía sau, lật lên cho anh chị xem luôn. Cây trung nu số 5, giá của nó là 1.600.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. Chậu này là chậu đất nung hình chữ nhật, 1.600.000 cho cây số 5. Rồi, xuống cây. Số 6 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung trung nu anh chị. Cây có cái dáng bay bay, cốt cái hoành thân thì to. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 23 cm, chiều cao 18 cm và chiều dài của tàn là 28 cm. So sánh cái lông bia giùm em với cái cây này anh chị. Rồi, quay vòng cho anh chị xem bốn mặt. Dáng này phù hợp với anh chị nào thích vô tượng hoặc là mình chơi tiểu cảnh cũng đẹp anh chị. Dáng bye bye. Rồi lật mặt sau, lật lên luôn miếng nữa cho anh chị xem cho thật rõ. Rồi, cây trung nu số 6, giá của nó là 1.600.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu này nghe anh chị. Rồi, xuống cây. Số 7 tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá trung trung nu anh chị. Tàn ấm hết trơn rồi, đế đầy đủ trên mặt chậu, không có thiếu anh chị. Hoành đế 36 cm, hoành thân 22 cm, chiều cao 19 cm và chiều dài của tàn là 22 cm nha anh chị. So sánh cái lông bia giùm em. Mấy cây mini thì em sẽ ra ni bằng cái tay cho anh chị hình dung đó ha. Rồi, quay một vòng cho anh chị xem bốn mặt. Tất cả đều đẹp, lật lên cho anh chị xem ở phía dưới. Đó, đã được vô dây rất là chỉnh chu nha anh chị. Rất là đẹp. Cây co lắc cái thân ở trên nhìn rất là có duyên. Cây trung nu số 7 giá của nó cũng là 1.600.000 bao phí vận chuyển mà có luôn cái chậu nha anh chị. 1.600.000. Trung nu thì nó đang có hoa đây anh chị. Ngay tay em chỉ là cái hoa của trung nu. Rồi, xuống cây. Số 8 hôm nay tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Trang vàng mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây đang ra hoa đầy cây luôn. Nó ra tới nó phá cái dáng cây luôn anh chị. Đó, anh chị thấy là nó tua tủa cái hoa lên, nó mất cái form luôn. Nhưng mà sau khi mà cái hoa này nó rụng thì cái form tàn nó là đẹp nha anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 20 cm, hoành thân 8 cm, chiều cao 12 cm và chiều dài của tàn là 18 cm nha anh chị. Cây đang nằm trong cái chậu đất nung tráng men màu trắng anh chị. Chậu kiểu, chậu lục giác, chậu kiểu. So sánh hồi quay giùm em ha. Rồi, quay vòng cho anh chị xem bốn mặt của cây trang vàng lá nhỏ. Chỗ nào cũng đầy hoa anh chị. Ở phía sau này anh chị thấy là nụ nè, nụ rất là nhiều. Chỗ nào cũng có nụ hoa anh chị. Mấy cái này là còn đang búp, chưa có, chỉ có cái chỉ có ba cái hoa này nó đang nở thôi, còn lại là đang búp hết trơn anh chị. Cây trang vàng số 8, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển có luôn cái chậu anh chị. 600.000 cho cây trang vàng số 8. Rồi, xuống cây. Số 9 tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ anh chị, cây cũng đang có hoa luôn. Hôm tàn thì nó cũng đã ấm hết trơn anh chị. Cây đã vô chậu. Hoành đế trên miệng chậu 20 cm, hoành thân 11 cm, chiều cao 13 cm và chiều dài của tàn là 20 cm. Anh chị so sánh còn quẹt giùm em với cái thân cây nha. Rất là rõ ràng. Rồi, em quay vòng cho anh chị xem bốn mặt của cây trang vàng này. Cây đang nằm trong cái chậu giống như chậu cây số 8 mà nó là men nó màu xanh nha anh chị. Chậu lục giác, có khía, nhìn rất là dễ thương. Chậu này là chậu bát giác chứ không phải chậu lục giác. Rồi, cây trang vàng số 9, giá của nó là 550.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. 550.000 cho cây trang vàng số 9. Anh chị nào cần em chụp hình thì cứ liên hệ cho chụp hình, gửi qua Zalo cho anh chị rồi mình quyết định nha anh chị. Em xin nhắc lại là những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Mình gọi điện thoại mình chốt cây nó sẽ nhanh hơn anh chị. Rồi, xuống cây. Số 10 tiếp tục là một cây trang vàng
lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này thì đang không có hoa nha anh chị, chưa ra nụ. Hoành thân của cây này 8 cm, chiều cao 20 cm, chiều dài của tàn là 19 cm. Anh chị so sánh không quẹt giùm em nghe, để biết hoành 8 cm thì nó bao to. Rồi, cây này thì dạng giống như là cái thông anh chị, nhưng mà đã được vô dây, tất cả đều đã được vô dây anh chị, chứ không phải là mình con tàn. Nhưng anh chị nào mà thích cái dáng như vậy thì mình sưu tầm, mà giá nó cũng rẻ anh chị. Cây trang vàng số 10, giá của nó là 450.000 bao phí vận chuyển, và có luôn cái chậu nha anh chị. Bây giờ em cho cái chậu 50.000 phí vận chuyển cho anh chị khoảng tầm 100.000 nữa đi. Thì chứ tiền thùng với phí vận chuyển với lại cái chậu thì em cho là khoảng 150 đi ha. Thì cái cây này chỉ có 300.000 thôi anh chị. Nó quá rẻ luôn. Chỉ có nhà vườn tụi em mới có thể làm ra được những cái cây mà đẹp, mà cho ra cái giá nó cũng quá phù hợp anh chị. Dễ chơi. Rồi xuống cây. Tiếp tục số 11 hôm nay là một cây trang vàng lá nhỏ đó anh chị. Cây đang có nụ, nụ hoa trên cây. Đây em chỉ cái nụ cho anh chị xem này, nụ nè. Đây cũng đang ra nụ rất là nhiều. Hoành đế trên miệng chậu 20 cm, hoành thân 11 cm, chiều cao 13 cm và chiều dài của tàn là 18 cm. Anh chị so sánh không quẹt giùm em với cái cây trang vàng số 11 này ha. Hoành 11 cm thì nó to hơn cái hộp quẹt anh chị, và độ cao thì nó gấp đôi cái hộp quẹt. Rồi em quay vòng cho anh chị xem, những cây nào có tàn thì em sẽ lật lên, còn những cây nào anh chị có thể nhìn thấy thì em sẽ không lật cái cây mặt trước và mặt sau nha anh chị. Rồi lật cái mặt trước cái cây trang vàng này lên cho anh chị thấy, đã được vô dây rất là chỉnh chu, và đặt ở mặt sau luôn. Cây trang vàng số 11 giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển, và có luôn cái chậu nha anh chị. Đây là chậu đất nung hình chữ nhật, 600.000 cho cây trang vàng số 11. Rồi xuống cây. Số 12 tiếp tục là một cây trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Cây này thì em đang vô cái chậu nhựa màu đỏ, hoa đỏ, chậu có màu đỏ luôn anh chị, cho nó đồng bộ. Cho cái chậu đỏ này nhìn nó xấu quá. Rồi, hoành đế trên miệng chậu 18 cm, hoành thân 13 cm, chiều cao 14 cm và chiều dài của tàn là 18 cm nha anh chị. Anh chị không thích cái chậu đỏ này về mình, tại vì em không còn cái chậu màu đen, chứ em còn cũng vô rồi. Chậu màu đỏ này là mình mua để cho nó có thôi anh chị, cho nó lịch sự thôi. Rồi anh chị so sánh hộp quẹt cho em với cái thân cây nha. Cây đang ra nụ rất là nhiều anh chị, nụ nè. Chỗ nào cũng có nụ, cái trang đỏ này nụ nhiều. Đây mặt sau cũng đang có nụ đây anh chị, nụ hoa đây. Rồi quay vòng cho anh chị xem, cho nó lật lên cho anh chị xem ở phía dưới luôn. Cây trang đỏ số 12, giá của nó là 400.000 bao phí vận chuyển, và có cái chậu nhựa này luôn. Rồi lật lên cho anh chị xem. Lật mặt sau rất là rõ ràng anh chị, chỉ có 400.000 một cây trang đỏ số 12. Rồi xuống cây. Số 13 hôm nay tiếp tục là một cây trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ cũng đang nằm trong chậu màu đỏ luôn, chậu nhựa. Cây này thì nó đang bắt đầu nhú mấy cái lá non, và nụ cũng có nha anh chị. Bắt đầu nó nhú nụ rồi, nhưng mà nó ít, còn hơi ít. Về anh chị thì nó sẽ ra nụ nhiều hơn. Hoành thân của cây này là 11 cm, chiều cao 15 cm và chiều dài của tàn là 21 cm. Anh chị so sánh không quẹt giùm em với cái cây trang vàng số 13. Cái tàn nó lùn nên khó đưa không quẹt vô. Đó, rồi quay một vòng cho anh chị xem, sau đó em lật mặt trước mặt sau lên. Những anh chị nào mà không thích cái chậu này thì về mình có thể vô cái chậu đất nung, hoặc là chậu kiểu nào mà anh chị yêu thích nha. Vì cái hàng chậu mini này giờ em cũng đã hết rồi, cho nên là em mới dùng những cái chậu nhựa này em cho nó lịch sự thôi, chứ còn cái màu đỏ này nó không phù hợp. Em còn thấy nó không đẹp nữa không chứ anh chị. Rồi, cây trang vàng số 13 giá của nó là 500.000 bao phí vận chuyển, và có luôn cái chậu nha anh chị, 500.000 cho cây số 13. Xuống cây. Số 14 tiếp tục là một cây trang đỏ lá nhỏ nha anh chị, mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Cây này lực đẹp, một cúc đặc luôn anh chị. Hoành đế trên miệng chậu là 29 cm, hoành thân 19 cm, chiều cao 14 cm và chiều dài của tàn là 21 cm. Anh chị so sánh giùm em cái hộp quẹt với cái thân cây nha anh chị. Rồi, cây này là một cốt, nó lên từ dưới lên tới ngay chỗ ngón tay em, bắt đầu nó trẻ ra có ba cái thân nha anh chị. Có ba thân, 1, 2 và ở phía sau anh chị nhìn thấy là 3 ha.
Để em quay vòng cho anh chị xem thật là kỹ. Sau đó em lật lên, quay bốn mặt cho anh chị xem luôn. Rồi lật phía dưới lên, cây được vô dây. Và cũng đây là cái loại nuôi đùi nha anh chị. Cây nuôi đùi thì chi cành nó bắt chuẩn hơn, đẹp. Anh chị nào thích chơi thì cái cây này thì mình về mình chơi rồi mình tiếp tục mình nuôi đùi cho nó sau này nó to ra anh chị. Cái đùi nó đẹp, cái đùi nó to là cây nó cân nó đẹp, giá trị nó lên. Cây trang đỏ số 14, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu này anh chị. Đây là chậu đất nung tráng men, 900.000 cho cây trang đỏ số 14. Rồi xuống cây số 15, hôm nay cũng là bắt đầu cái bầy sam núi mini anh chị, sam núi trái mini. Cái này thì em hay có trên từng clip, một clip em đưa lên vài cây thôi anh chị. Hoành đế trên miệng chậu là 9 cm, hoành thân 5 cm, chiều cao 9 cm và chiều dài của tàn là 15 cm nha anh chị. So sánh cây viết giùm em với cái thân cây, cây trực lắc lùng rất là dễ thương. Em đem máy đem cái cây tới gần cái máy cho anh chị xem cái dáng cây số 15 nha anh chị. Để em quay tất cả các mặt luôn, từ giờ cây này nó mini cho nên em cầm trên ngón tay em quay thôi. Ở trên nhìn xuống nha anh chị, cây thì nó còn thiếu thiếu nhưng mà cơ bản thì nó đã có được cái đùi và chi cành nó cũng đã ấm rồi. Mình về chơi mình lợp thêm những chỗ nào thiếu thiếu anh chị. Như cái chỗ này mà anh chị lợp cho cái tàn của nó dày như ngón tay của em nè. Ha. Nhìn cây nó sẽ lực đẹp lại liền. Cây sam núi số 15, giá của nó là 550.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu này nha anh chị. Đây là dòng cây siêu mini, 550.000 cho cây số 15. Rồi xuống cây 16, tiếp tục là một cây sam núi trái mini nữa anh chị, cây của miền Tây trồng. Cây này có cái dáng hai thân rất là dễ thương. Hoành đế trên miệng chậu 10 cm, hoành thân 6 cm, chiều cao 11 cm và chiều dài của tàn là 16 cm. So sánh cây viết giùm em với cái thân cây nha anh chị. Rồi em quay một vòng sau đó em sẽ đem cây tới gần cho anh chị xem. Những cái cây siêu mini thì em sẽ bưng tới gần cho anh chị có thể nhìn thấy thật là rõ nha. Rồi em đã đem cây tới gần, ở trên nhìn xuống nè anh chị. Vậy toàn bộ bốn mặt của cái cây, những cái dáng mini này thì nó dễ chơi mà nó đẹp nên chị. Sam trái thì sau này nó ra trái là đầy cây. Cây sam núi số 16, giá của nó là 550.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị, 550.000 cho cây số 16. Rồi xuống cây số 17, hôm nay tiếp tục là một cây sam núi trái mini nha anh chị. Cây này có cái thân lắc đẹp, hoành đế trên miệng chậu là 9 cm, hoành thân 7 cm, chiều cao 11 cm và chiều dài của tàn là 13 cm. Anh chị so sánh giùm em cây viết với lại cái cây sam núi này ha. Đó, nó nhỏ xíu nha anh chị. Em quay vòng cho anh chị xem bốn mặt. Và cũng như thường lệ là em sẽ đem cái cây tới gần cho anh chị xem thật là rõ. Rồi, đây là cây số 17 nha anh chị. Anh chị không thích cái chậu này về thì mình đổi cái chậu khác. Chi cành thì đã vô rất là bài bản, vì những cái phần chi cơ bản thì nó đã hoàn thiện nên anh chị. Về mình lợp thêm. Cây sam núi số 17, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu. Rồi xuống cây số 18, tiếp tục là một cây sam núi trái mini của miền Tây nha anh chị. Em quay dầm cho anh chị xem. Hoành đế trên miệng chậu 10 cm, hoành thân 6 cm, chiều cao 12 cm và chiều dài của tàn là 14 cm. So sánh cây viết giùm em với cái cây sam núi số 18. Có cái lỗ đó dễ thôi, bỏ cái viết vô quá trời. Rồi bốn mặt nha anh chị. Rồi bây giờ anh chị nhìn thật kỹ giùm em, đây là cái cây sam núi mặt trước, mặt sau và ở dưới nhìn lên anh chị. Đã vô dây rất là chỉnh chu. Nói chung là trước khi lên hình thì bên em đã định hình những cái đùi, những cái chi cành cơ bản thì nó cũng đã ổn định rồi em mới cho lên. Tuy nó còn thiếu nhưng mà anh chị đã nhìn thấy được những cái nét cơ bản nó đã có rồi. Cái form tàn nó định hướng nó đẹp rồi. Cây sam núi số 18, giá của nó là 550.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. Rồi xuống cây số 19, tiếp tục là một cây sam núi trái mini nha anh chị. Cây trực lắc lùng luôn, tàn ấm anh chị. Cây này cây đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 10 cm,
hoành thân 6 cm, chiều cao 8 cm và chiều dài của tàn là 13 cm. Anh chị so sánh giùm em cây viết và cái cây này nha. Cây này nó lùn anh chị, có 8 cm nè. Rồi em quay vòng cho anh chị xem bốn mặt, sau đó em sẽ đem cây tới gần. Đây anh chị nhìn rõ giùm em cái gọng được lắc rất là đẹp. Còn cái phần đen đen này là do em xịt nước nó ướt anh chị, chứ không phải là cái gốc nó bị hư nha, anh chị lưu ý giùm em. Cây mà bị hư thì bên nhà vườn em chắc chắn là không cho lên được đâu, bởi vì không bán cái thương hiệu của mình một cách rẻ tiền như vậy được. Ít ra thì vườn em năm nay nó là bắt đầu bước qua năm thứ 10 rồi anh chị, cho nên là mình hiểu được. Để mà gây dựng được một cái cơ sở mà tồn tại được 10 năm thì biết bao nhiêu là công sức. Cho nên là quan điểm của em là luôn luôn bằng mọi giá là phải bảo vệ cái thương hiệu của mình, phát huy chứ không có đem đi bán rẻ nha anh chị. Cây sam núi số 19, giá của nó là 700.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu. Chậu này là chậu lục giác siêu mini nha anh chị. Chậu rất là dễ thương, cây lùng lực. Cây này em tin là nó đi nhanh nhất nha anh chị. Những anh chị nào thích cái dòng sam núi mà thích dáng trực lắc thì nó đúng chuẩn nó luôn rồi. Rồi xuống cây. Số 20 hôm nay là một cây trang sen anh chị. Siêu mini luôn. Cây nó lùng tè luôn anh chị, nhìn rất là dễ cưng. Tí xíu em sẽ đem cây tới gần cho anh chị. Bây giờ em báo hoành thân 3 cm, chiều cao 7 cm và chiều dài của tàn là 6 cm anh chị. Anh chị thấy là nó ngắn hơn ngón tay mình luôn. So sánh cho em cây viết nha. Đó, giờ em quay vòng cho anh chị xem tất cả bốn mặt của cái cây này luôn. Cây này được hình thành từ những cái cọng rễ mà được tuyển chọn anh chị, rất là kỹ lưỡng. Rồi đây là cây siêu mini, anh chị thấy nó có tí xíu mà nó cũng có cái co không? Cái co nó rất là gắt. Cái hoa thì nó đang nở trên 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 đây anh chị thấy nè. Nụ hoa nó đang nở trên tàn. Mặt sau anh chị. Cây đang vô cái chậu giống như cái chung uống rượu của mấy anh á. Tí xíu luôn. Cây trang sen số 20, giá của nó là 200.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu này nha anh chị. Số 20, 200.000, quá rẻ. Xuống cây. Số 21 tiếp tục là một cây trang sen anh chị. Cây được hình thành từ một cái cọng rễ có sợi dây nhôm để ấn định cái độ co lắc của cái cọng rễ này. Em thì em luôn nói thật anh chị, chứ không có nói cây vậy. Rễ là rễ mà cây là cây, rất rõ ràng để cho anh chị biết. Rất là quái nha anh chị, tí xíu sẽ đem máy tới gần. Hoành thân của cây này 3 cm, chiều cao 14 cm và chiều dài của tàn là 9 cm anh chị. Đây chiều dài của tàn là 9 cm đoạn này nha anh chị. So sánh cây viết giùm em. Rồi anh em cây tới gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Hoa thì đầy trên mặt chậu anh chị có thể đầy trên mặt trên cái tàn đó rồi, anh chị có thể thấy trên màn hình ha. Còn co lắc, cái thân co lắc có sợi dây nhôm màu đen để mà định hình cái gọng của nó nha anh chị, rất là dễ thương. Hoa thì thôi đầy, mặt nào cũng có hết anh chị, mặt dưới, mặt trên, mặt trước, mặt sau. Cây trang sen số 21, giá của nó là 350.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. Rồi xuống cây. Tiếp tục số 22 là một cây trang sen đó nha anh chị. Cây này có cái dáng hai cọng rễ giống như hai cái chân anh chị, nhìn rất là dễ thương. Nhưng mà cây này thì nó đang chuẩn bị làm nụ chứ nó chưa có nụ anh chị. Cái gọng này đẹp, dáng này dễ thương nè. Hoành một thân đại diện 4 cm, chiều cao 11 cm, chiều dài của tàn là 10 cm. So sánh giùm em cây viết và cái gốc cây của nó nha anh chị. Cái cọng rễ, tại vì 4 cm là em chỉ đo một cọng này thôi, còn cái chỗ này là em không có đo nha. Mấy này thì giá nó cũng rẻ, dễ chơi mà em nghĩ là anh chị biết. Rất là dễ thương, cây đang vô trong cái chậu nhựa màu trắng. Nhìn cũng rất là dễ thương anh chị. Về anh chị không thích thì mình vô cái chậu đất nung, chậu xanh. Rồi, cây trang sen số 22. Giá của nó là 350.000 bao phí vận chuyển luôn nha anh chị. 350.000 cho cây số 22. Rất là rõ ràng. Quay vòng cho anh chị xem cho tận mắt cho nó kỹ lưỡng. Rồi xuống cây. Số 23 hôm nay tiếp tục là một cây trang sen lá nhỏ nha anh chị. Hoa nở rất là nhiều. Cây được hình thành từ một cái cọng rễ. Rễ mà rễ được tuyển chọn anh chị.
Hoành thân 4 cm, chiều cao 15 cm và chiều dài của tàn là 15 cm luôn. Cây đang đòi hỏi rất là nhiều. So sánh cây vít giùm em với cái thân cây này nha anh chị. Rồi em sẽ đem máy tới gần cho anh chị xem cái cây số 23 nó. Trước tiên là hoa nó đầy luôn anh chị, mặt nào cũng có hết, rất là nhiều. Đó là mặt sau, còn mặt trước thì nó đang nở, anh chị có thể nhìn thấy. Vừa nở hoa mà vừa có nụ, rất là rõ ràng anh chị ha. Quay vòng. Cây số 23 giá của nó là 300.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu, 300.000 cho cây số 23. Anh chị nào cần chụp hình thì liên hệ, cho chụp hình gửi qua Zalo cho anh chị rồi mình quyết định nha anh chị, nó vẫn chưa muộn. Rồi xuống cây. Số 24 tiếp tục là một cây trang sen đó nha anh chị. Cây trang sen đang có hoa rất là nhiều. Hoành đế trên miệng chậu 11 cm, hoành thân 5 cm, chiều cao 10 cm và chiều dài của tàn là 11 cm. Anh chị so sánh cây viết giùm em nha. Rồi để biết được cái cây mình nó mua, mình chuẩn bị mua là nó bao to. Rồi quay một vòng cho anh xem bốn mặt. Cây đang lên nụ rất là nhiều nha anh chị. Chỗ ngón tay em chỉ là nụ hoa nè anh chị, nó đang nhú nè. Đó. Đang nhú nè. Rất là nhiều nụ. Rồi. Để cho anh chị yên tâm là cây nó đang có nụ có hoa cho nó rõ ràng anh chị, chứ không phải là gắn bông lên. Không phải là mấy cái bông là tự nhiên, chứ không phải là tụi em gắn lên để bán đâu nha anh chị. Cây trang sen số 24 giá của nó là 350.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu, 350.000 cho cây số 24. Rồi xuống cây. Số 25 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn anh chị. Cây hình thành được một từ một cái cọng rễ co lắc rất là ấn tượng. Giá lại rẻ nên anh chị. Mùa này kim giòn có những cây nó đang ra hoa vì nó được đặt lá, còn những cây mà chưa đặt lá thì nó bắt đầu thay lá nha anh chị. Sau thời gian thay lá thì bắt đầu nó ra hoa, ra lá non. Hoành đế trên miệng chậu 8 cm, hoành thân 5 cm, chiều cao 10 cm và chiều dài của tàn là 9 cm. Anh chị so sánh giùm em cái viết và cái thân cây để biết được nó bao to anh chị. Giờ em đem máy tới gần cho anh chị xem. Đem cái cây tới gần máy luôn. Co rất là hoàng hoại nha anh chị. Rất là đẹp. Co gắt. Rồi. Cây kim giòn số 25 giá của nó là 250.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nha anh chị. 250.000 cho cây số 25. Rồi, đó là bốn mặt của cái cây. Xuống cây. Số 26 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn, cây cũng được hình thành từ một cái cọng rễ co lắc rất là ấn tượng anh chị. Đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 9 cm, hoành thân 5 cm, chiều cao 11 cm và chiều dài của tàn là 7 cm nha anh chị, nó có tí xíu thôi. So sánh cây viết giùm em với cây số 26. Rồi, quay một vòng cho anh chị xem. Rất là đẹp, co lắc, dễ thương. Nên anh chị nhìn những cái dáng này nè, như trong hình. Này thì anh chị về có thể vô cái chậu mỏng hơn, cạn hơn, nó cũng đẹp anh chị. Cây kim giòn số 26, giá của nó là 300.000 bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu anh chị. Cây co lắc rất là đẹp. 300.000 cho cây số 26. Anh chị thấy nó nhỏ xíu chứ em nuôi cũng năm nay nó khoảng tầm 2 năm mà có rồi anh chị. Chứ không có nhanh đâu. Đây là những cái dáng mà theo em là nếu anh chị về chơi thì mình vô chậu mình để cho mình chân đẹp. Rồi xuống cây. 300.000 cho cây số 26 nha anh chị. Số 27 hôm nay tiếp tục là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Cây cũng được hình thành từ một cái cọng rễ anh chị. Co lắc rất là quái, tông cao. Hoành đế trên miệng chậu 13 cm, hoành thân 6 cm, chiều cao 16 cm và chiều dài của tàn là 9 cm nha anh chị. 9 cm. Rồi em quay dầm cho anh chị xem thật là kỹ rồi để cái viết lên. Đó anh chị thấy là nó to hơn cái viết mình ha. Cọng rễ nó cũng có cái chân. Đó anh chị nhìn trên màn hình là đã thấy được toàn bộ cái tàn của nó rồi ha. Thì cây nó cũng cao cho nên là em không có đem tới gần. Cây này lùng lùng ngắn ngắn thì đem. Mình lật lên cho anh chị xem cái dàn tàn ở dưới thôi. Đã vô dây rất là chỉnh chu nha anh chị.
Cây kim giòn số 27, giá của nó cũng là 300 ngàn bao phí vận chuyển và có luôn cái chậu nhựa màu trắng. Và đây cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại clip sau anh chị.